Ổn không? Thế cái đó, dù thành vợ thành chồng thì cả cô cũng sẽ đau khổ nữa. Em biết điều đó chứ. Nhưng em tin tình yêu của em sẽ làm anh Trực thay đổi. Nếu vậy thì Thảo cứ yên tâm đi. Em cảm ơn chị. Thảo, ra ngoài sân anh nói chuyện chút. Vô trong phòng nói chuyện không được sao anh? Không được, ra ngoài sân đi Thảo. Vô trong phòng em không nói chuyện được hay sao? Ra ngoài sân nói chuyện tiện hơn. Nhưng mà trong phòng em có gì mà không tiện chứ? Thôi, cứ ra ngoài sân đi mà. Anh không nói rõ cái gì mà không tiện thì em không có ra đâu. Thôi, để anh vô đây nói chuyện. Cứ để cửa vậy nói chuyện đi Thảo. Mình nói chuyện đàng hoàng mà, anh sợ gì chứ? Giờ anh có chuyện gì? Anh nói đi. Có phải hôm trước em lấy mảnh giấy ghi địa chỉ ở trong túi áo anh đúng không? Đúng, giờ em đã tới địa chỉ đó. Em đã tới đó. Đúng, em đã tới gặp chị Hai Lành. Rồi em đã nói những gì? Em chỉ nói hết những gì em cần nói. Anh có cần nghe em nói lại những gì chị Hai Lành đã nói với em không? Thôi khỏi. Nhưng em cần phải nói cho anh rõ những gì chị Hai Lành đã nói với em. Khỏi nói. Anh cũng biết Lành đã nói những gì rồi. Anh thật sự không hiểu sao Lành lại phải làm như vậy. Chị Lành muốn giải phóng cho anh đó. Biết bao nhiêu cặp vợ chồng sau cơn giận dữ họ có thể trở lại sống với nhau đến trọn đời. Nhưng chị Lành là một trường hợp khác. Là lỗi do anh đúng không? Anh Trực à, anh đừng để chị ấy ám ảnh suốt đời khi sống bên anh. Hơn nữa, chị ấy biết em yêu anh. Em đã nói những điều đó với Lành. Đúng, em chẳng có gì giấu hết. Chị ấy cũng ủng hộ em mà. Lành đang tránh né anh Thảo à? Còn em yêu anh mà. Tình yêu của em dành cho anh biết mà, đúng không? Không được đâu Thảo. Sắp về rồi đó, coi chừng chị Hai thấy bây giờ. Cho anh hôn cái coi. Hổm rồi. Má lên cả tháng trời, anh có hôn được miếng nào đâu. Dạ. Cho hôn miếng đi. Thank you.
Cô ta dám tới tận phòng trọ của mình luôn hả? Nghe nói cô còn xuống tận nhà anh ở dưới quê nữa. Trời, sao sao cô ta dạng dữ vậy? Như vậy là cô phải yêu ảnh lắm đó. Những người như vậy phải xứng đáng có được một tình yêu. Vậy là chị ủng hộ phải không? Ừ. Cô muốn chị như vậy và chị đã đồng ý. Chị Hai à, chị Hai nghĩ cũng phải. Cái gì không phải của mình thì để người khác đi chị Hai à. Tiện đây á, chị cũng muốn nhắc chuyện của em và thằng Ba Tiến. Hai đứa phải ráng giữ gìn trọn vẹn cho đến ngày cưới nghe chưa? Em biết mà chị Hai. Đây là những gì mà Sáu muốn nói với chị trước khi Sáu về quê đó. Má em á, nhắc hoài chuyện đó à. Chắc cũng phải thôi. Mình là phận gái mà em. Con Thảo á, nó có nói gì với bà không vậy? Ông muốn hỏi về chuyện gì? Thì chuyện của nó với thằng Trực chứ chuyện gì? Nó thú nhận với tôi đó, là nó thương thằng Trực. Bởi vậy nó mới lén bám theo thằng Trực về dưới đó chứ gì? Đúng vậy. Ban đầu á, tôi tưởng thằng Trực rủ nó. Nhưng sao con Thảo nó có nói với tôi, tự ý chạy theo thằng Trực đi xuống dưới đó. Thì tôi đã nói với bà rồi, thằng Trực á, nó đã có vợ, làm sao mà nó dám rủ con Thảo về dưới đó được. Vợ thằng Trực á, chắc chắn bỏ thằng Trực rồi ông à. Bà nghe ai nói? Con Thảo, nó có xuống tận nơi vợ thằng Trực ở trọ. Chính miệng vợ thằng Trực nói với nó. Cũng là con Thảo nói. Mình phải tin con gái mình chứ ông. Mình nuôi nó từ nhỏ, mình rành tánh nết nó quá rồi mà còn gì. Nè, tôi nghe nói á, vợ thằng Trực nó sắp qua Nhật tu nghiệp rồi đó ông. Bà đã hỏi kỹ chưa? Bữa trước á, con Thảo nó có kể cho bà nghe chuyện nó xuống dưới, thái độ của ba má thằng Trực đối với nó ra sao không? Nó có nói với tôi á, ông bà dưới đó đối xử với nó rất tốt. Ngay cả có mấy trái dừa mà họ cũng gửi lên cho mình. Cũng đủ thấy tấm chân tình của họ rồi, còn gì nữa. Dù sao á, thì bà cũng phải nhắc nhở nó. Tôi nhắc nhở chứ ông. Nó là con gái mà. Còn sớm, ghé dạ. Quán cà phê ngồi chút xíu đi Hai Trực. Dạ. Trực à. Dạ. Bấy lâu nay chú có chuyện muốn nói với cháu. Dạ, có chuyện gì vậy chú? Giữa chú cháu mình á, bấy lâu nay thân tình như thế nào cháu cũng đã biết rồi đó. Dạ. Chú muốn hỏi thiệt cháu là mối quan hệ giữa cháu á và con gái nhà chú á là hiện nay ra sao? Cháu có thể nói cho chú nghe được hay không? Dạ thưa chú, thì chú cũng biết rồi đó. Em Thảo và gia đình chú có một mối ân tình sâu nặng đối với cháu. Cháu kính trọng gia đình chú và biết ơn em Thảo. Cháu cũng xin nói thiệt với chú là em Thảo có cảm tình với cháu. Nhưng mà cháu là người đã có vợ, chuyện chia tay của vợ chồng cháu lại chưa dứt khoát về mặt pháp lý. Cho nên cháu mong chú hãy thông cảm cho cháu về điều đó. Tuy vậy chú cứ tin, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cháu cũng không bao giờ làm gì có lỗi để trở thành kẻ vô ơn đối với gia đình và em Thảo đâu. Chú hãy tin cháu.
Chú rất tin tưởng ở cháu. Dạ. Chị hai. Em đi học hả? Dạ. Có gì không chị? Em học xong em ghé qua nhà anh Trực giùm chị được không? Dạ được. Em đưa cái này cho anh Hai Trực giùm chị. Có cần phải đưa tận tay anh Hai Trực không chị? Nếu không gặp ảnh thì gửi lại cũng được. Dạ, để em đi xe buýt tới đó trước. Thôi, chị đi trước nha. Dạ. Má. Má, để con lột quýt cho má ăn nha. Thôi được rồi, đưa đây má lột. Cô làm như tôi là con nít vậy đó. Thì con đâu có nói má là con nít đâu. Nhưng má là người già. Mà người già thì giống như là một đứa trẻ con nít vậy. Rất cần sự hỗ trợ của người không già không trẻ như vậy nè. Trời, lý luận gì mà kỳ cục vậy con. Thì má nghĩ coi con nói có đúng không. Con ra mở cửa coi ai ngoài đó kìa. Dạ. Chào chị. Dạ chào anh. Chị cho hỏi thăm có anh Trực nhà không chị? À, anh Trực đi làm rồi anh à. Chị làm ơn gửi cho anh Hai Trực giùm em. Dạ. Em đi nghe chị. Ừ. Dạ má. Ai vậy con? À, người đưa thư đó má. Thư của ai vậy? À, dạ thư của anh Trực má. À, mà thôi để con mang lên phòng cho ảnh. Nè khoan đã. À, dạ. Nghe má hỏi nè. Thư của vợ thằng Trực phải không con? À, dạ con không rõ nữa má. Nhìn mặt con á là má biết rồi. Má nè. Gì nữa vậy? Nếu như mà chuyện của anh Trực giải quyết xong với vợ của ảnh á thì má cho con xin phép lấy ảnh nha. Đó là chuyện hợp pháp và hợp đạo lý mà con. Con cũng nghĩ vậy. Sao tự nhiên con nghĩ vậy?